Chào mừng các bạn đã đến với kênh kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất, nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Xem tử vi về đường tình duyên chọn đời cho tuổi Quý Dậu 1993. Nam tuổi Quý Dậu 1993 nên lấy vợ tuổi gì để mang lại hạnh phúc nhất cho gia đình bạn? Có thể bạn đang chuẩn bị một cuộc hôn nhân cho mình và bạn muốn biết ai hợp với tuổi của mình, ai sẽ mang lại những tài lộc, ai hợp với bạn nhiều nhất. Bạn là nam tuổi Quý Dậu 1993, bạn cần biết những tuổi nào hợp với bạn nhất. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu những bài viết sau đây. Nam tuổi Quý Dậu 1993 nên lấy vợ tuổi gì để mang lại hạnh phúc nhất cho gia đình bạn? Đầu tiên, ta sẽ phải cùng nhau tìm hiểu về đường tình duyên của người tuổi Dậu nhé. Về đường tình duyên của tuổi Quý Dậu, nói chung, người tuổi Quý Dậu có tính cách thẳng thắn, hơi có phần khác lạ. Phần lớn, người tuổi Quý Dậu thường thích được chú ý của người khác. Không chỉ như vậy, cách nhìn của họ đối với sự thật thường có thái độ bảo thủ, mặc dù bạn đôi khi cũng cảm thấy e ngại, nhưng nếu trong lúc cần, bạn cũng không ngần ngại đứng lên. Do vậy, bạn cũng thường được sự yêu mến của rất nhiều người. Đối với cảm nhận của người khác, bạn luôn là người đứng ở vị trí có lợi. Về thông thường, con trai sinh năm Dậu thường thích các hoạt động trong giữa đám đông con gái, bởi vì họ thích thể hiện bản thân, muốn được người khác biết đến tài năng và trí tuệ của riêng mình. Vì thế thường nhận được những sự quan tâm của con gái. Tuy bạn thích thể hiện mình nhưng ít khi quá thái và càng không bao giờ bừa bãi, vì bạn là người có khả năng khống chế bản thân rất tốt. Nhưng trong lĩnh vực tình yêu, người tuổi Dậu lại thường xảy ra nhiều vất vả và trắc trở. Bạn phải phí khá nhiều công sức để tranh thủ đạt được tình cảm của người đối diện. Phải làm những việc mà bạn không hề thích, chỉ mong được tình yêu của đối phương. Chính vì vậy mà người tổn thương lại chính là bạn, và đem đến bản thân những điều phiền muộn khó cởi mở. Phụ nữ tuổi Dậu thường có tư tưởng cởi mở, tác phong mạnh mẽ, là một người phụ nữ mang chút phong thái của một người đàn ông. Về trong chuyện tình duyên thì bạn lại chọn biện pháp chủ động, nhưng trong lúc cần thiết, bạn có thể trở thành một người phụ nữ rụt rè và nhút nhát bên người đàn ông của mình. Về cuộc đời tình duyên của người tuổi Dậu theo tháng, về tình duyên lại được may mắn, thâu đoạt được nhiều kết quả nhưng không bao giờ giữ được lâu bền. Đó là mạng số của bạn. Về vấn đề tình duyên là phải như vậy. Vấn đề tình duyên như dòng suối chảy, có lúc mạnh mẽ, có lúc lại êm đềm. Không định được cái gì xảy ra của ngày mai. Theo chiêm tinh học và tướng số, sau đây là cuộc đời của bạn đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Về tình duyên, theo chiêm tinh là lý số, tuổi Dậu căn cứ vào số mạng thì phải dựa theo ngày tháng năm sinh. Tuy nhiên, về tình duyên của tuổi Quý Dậu cũng có nhiều khắt khe. Cuộc sống đối với vấn đề tình duyên thật là buồn não vô cùng, nhưng bạn hãy xem đây. Để biết vấn đề tình duyên của bạn trong cuộc đời, nếu bạn sinh vào những tháng kể trên thì cuộc đời bạn phải 3 lần thay đổi về chuyện tình duyên. Đó là bạn sinh vào tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch. Còn nếu bạn sinh vào tháng này thì bạn sẽ có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Còn nếu bạn sinh vào những tháng này thì cả đời sẽ hưởng phúc lâu bền và không có chuyện thay đổi về chuyện tình duyên. Đó là bạn sinh vào tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Còn hôn nhân và phụ thuộc về tướng, khi bạn kết hợp với bạn nữ của 12 con giáp như thế nào sau đây, bạn cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Nếu bạn sinh sống với người tuổi Tý thì cuộc sống hôn nhân này rất bất hòa, hai người thường xảy ra cãi vã, gia đình hiếm có ngày được yên, thậm chí cả hai đều sẵn sàng ly thân và sẵn sàng ly dị. Còn nếu bạn sống với người tuổi Sửu, đây là cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, nhưng người tuổi Dậu phải cố gắng kiềm chế bản thân, không được quá tự tôn và tự đại. Còn nếu bạn sống với người tuổi Dần, đây là cuộc sống hôn nhân sai lầm,
người tuổi Dậu không chung tình với người tuổi Dần và người tuổi Dần không chịu đựng được sự khoe mẽ, cuồng vọng của người chồng cũng không thể nào vui vẻ được điều đó. Còn nếu bạn sống với người tuổi Mão, có thể tạo dựng được một gia đình nho nhỏ, nhưng khi người tuổi Dậu có những suy nghĩ sai lầm, vì thế người tuổi Mão cần phải quản thúc tốt chồng của mình. Còn nếu bạn sống với người tuổi Thìn, có thể tạo dựng được một cuộc sống chung, nhưng người tuổi Dậu chỉ hay quan tâm đến địa vị quan chức của người tuổi Thìn, bởi vì tuổi Dậu lợi dụng Thìn để thực hiện mục đích và giá trị của mình. Nếu bạn sống với người tuổi Tỵ, đây là cuộc hôn nhân tương đối hòa hợp của hai bên, đều có thể tôn trọng lẫn nhau, đồng thời luôn biết bảo vệ danh dự nhau trước mặt người khác, rất ít nảy sinh xung đột. Còn sống với người tuổi Ngọ, tuy rằng tuổi Dậu không phải là đối tượng lý tưởng để tuổi Ngọ, nhưng người tuổi Ngọ đối với người tuổi Dậu là một tấm chân tình, hơn nữa tự nguyện làm vật hy sinh cho người tuổi Dậu, nên biết tôn trọng điều này. Nếu sống với người tuổi Mùi thì cuộc hôn nhân không mấy thích hợp. Người tuổi Mùi chỉ thích nói về chuyện ân ái và hưởng lạc, còn không biết chuyện gì khác hẳn với những điều mong muốn của người tuổi Dậu. Hơn nữa, người tuổi Mùi cũng không thích thái độ làm việc quá nghiêm túc của người tuổi Dậu. Còn nếu sống với người tuổi Thân thì cuộc hôn nhân này không đạt được điều mà bạn mong muốn. Người tuổi Thân có thể tìm được rất nhiều điểm tốt của người tuổi Dậu, nhưng cô ấy không vừa lòng, vì thế luôn ủ rũ, buồn tẻ. Về cuộc sống gia đình, phần lớn là thời gian buồn tẻ. Nếu sống với người tuổi Dậu, hai người cùng tuổi Dậu, tốt nhất là hai người tuổi Dậu không nên có cuộc sống chung, bởi vì hai người không ngừng nảy sinh tranh chấp, thậm chí còn dẫn đến xung đột. Nếu sống với người tuổi Tuất, là sự kết hợp này không mấy hạnh phúc, bởi vì người tuổi Tuất không thể nào chấp nhận được sự cuồng vọng của người tuổi Dậu, nhưng lại muốn làm tổn thương anh ta. Nếu sống với người tuổi Hợi thì cuộc sống chung vô cùng miễn cưỡng. Họ thực sự không có điểm tương đồng về lời nói, hành vi của người tuổi Dậu luôn khiến người vợ tuổi Tuất phải phiền lòng. Về lựa chọn cuộc sống gia đình, việc cưới xin cho bạn là một việc hệ trọng cả đời của bạn. Chính vì thế mà bạn cần phải lựa chọn cho mình những tuổi hợp nhất với căn, với mệnh của bạn. Như vậy, bạn mới có thể có cuộc sống hạnh phúc ấm no hơn. Nhưng không những phụ nữ nào và tuổi của bạn cần phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố của từng năm bạn sinh nữa đó. Trong việc lựa chọn vợ chồng cũng nhiều liên quan cho sự sống của đời. Nếu bạn lựa chọn được người hoàn toàn thì cuộc sống có thể đẩy mạnh cuộc đời bạn lên cao, tiền bạc cũng như tình cảm dồi dào, vì hai tuổi vợ chồng có liên quan mật thiết cho sự sống còn của cuộc đời bạn vậy. Những tuổi này rất thích hợp cho sự làm ăn của bạn, đó là những tuổi Quý Dậu, đồng tuổi Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Tân Mùi. Bạn kết duyên với những tuổi Quý Dậu và Ất Hợi, hai tuổi này rất hợp về đường tài lộc. Khi ăn ở với nhau 5 năm sau đó sẽ làm giàu. Còn tuổi Đinh Sửu và Kỷ Mão được may mắn về việc làm ăn, tiền của dư giả và cuộc sống có phần lên cao về hậu vận. Với tuổi Tân Tỵ và Tân Mùi thì cuộc đời may mắn và thành công to trên đường sự nghiệp, tiền tài giàu sang. Những tuổi trên trừ tuổi Tân Tỵ hào con thiểu số, còn mấy tuổi khác đều đông đủ. Bạn kết duyên với những tuổi kể sau đây thì cuộc sống có thể phát đại lên đến mức trung bình, đủ ăn đủ mặc mà thôi, vì những tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Đó là những tuổi Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn. Ba tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà thôi. Bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống rất khe khắt, nghèo nàn, khó thoát khỏi cảnh bần hàn, khổ sở suốt đời không được khá. Đó là bạn kết duyên với những tuổi Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần, Giáp Thân. Bạn kết hôn với những tuổi này thì cuộc sống không thể phát triển được mà còn khó khăn trong việc làm ăn. Trên đây là những tuổi kết hôn hợp với những tuổi Quý Dậu, có thể chọn người hợp với tuổi cho bạn để gia đình hạnh phúc ấm no hơn và xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no. Yếu tố hợp nhau chỉ là những yếu tố phụ, còn bạn cần phải quan tâm yêu thương lẫn nhau và lắng nghe nhau, như vậy thì cuộc sống mới có thể sung túc và no đủ được.
Hãy biết nhường nhịn và tin tưởng lẫn nhau trong cuộc sống của mình, như vậy thì tình yêu của bạn mới được bền vững. Hy vọng sẽ có thể giúp ích được nhiều cho bạn nhé. Chúc các bạn chọn được một người vợ tốt nhất cho mình.